Đăng ký ngay combo Vion VIP và 4 kênh cá cộng, giảm giá 30% chỉ có ở Vion. Em là nạn nhân của bạo lực học đường, em bị đánh. Em bị đánh vì các bạn nữ đánh. Câu hỏi của chúng ta là những việc làm ngớ ngẩn thời thanh xuân của phụ nữ là gì? Viết thư cho người mình thầm thích à? Thực ra thì chị thì uống rượu xỉn xong rồi gọi cho khóc ngủ xong khóc quá, cái đó là ngớ ngẩn. Ủa, ban giám khảo bao lâu nhỉ? Hay là lâu quá, 15 giây hay là 10 giây hay là à, thôi đi đừng có mà tục. Đúng rồi, ông sai ông ơi, ông sai rồi. Ok. Hoặc là theo đuổi một thần tượng. Trời ơi, bên kia nghe lén rồi hay không? Á, tưởng tượng thần tượng sẽ là chồng tương lai của mình. Nghĩa là yêu một nhân vật nào mà trong phim bị cuồng một nhân vật, cuồng một ngôi sao. Ngôi sao nhưng mà đến giờ này chị vẫn cảm thấy cái đó là không có ngớ ngẩn ha. Đâu có ngớ ngẩn đâu. Đến giờ này chị vẫn là fan cuồng mà đâu có thấy ngớ ngẩn đâu. Thế bây giờ chốt nè, cuồng thần tượng nhá. Cuồng thần tượng nhá. Chơi. Chốt. Xong. Mời đáp án. Cuồng thần tượng. Anh nghĩ là kiểu giống như là yêu đơn phương một ai đó. Cái này mà không có kết quả đó. Xong rồi giấm dứt khóc. Xong đúng rồi, bắt đầu khóc, kiểu tự đau tự, khổ. Tự đau xong khổ nữa. Còn em thì yêu mù quáng, bỏ nhà theo trai. Yêu đôi chỉ ít thôi, nhà thành bằng ít thôi. Ở sớm em. Theo em thì là yêu đơn phương, yêu xong rồi tiêu đi. Cực, xong rồi bắt đầu khóc lóc. Theo khóc lóc, okay. Thất tình đó. Thất tình rồi, đúng rồi. Rồi, ok. Yêu đơn phương. Rồi, ok. Câu trả lời của em là yêu đơn phương và tự tiêu cực về cái mối tình đấy. Quá dài. Yêu đơn phương. Yêu đơn phương. Nhiều lần nhầm người muốn ngồi yên. Không. Yeah. Rồi, mời người thua cuộc về chỗ. Dạ, mời... chị bảy về chỗ ạ. Thực sự ra câu hỏi là những hành động ngớ ngẩn cái thời thanh xuân của phụ nữ mà bên đó là bốn người phụ nữ không ai biết hết. Mà trong khi đó là mình biết. Đàn ông biết hết. Mình vậy tụi mình có phải đàn ông không? Không. Bảy. Có nha. Chứng tỏ là bốn anh em mình rất hiểu phụ nữ. Đúng rồi. Và bây giờ chúng ta cùng xem những đáp án còn lại. Xin mời đáp án đầu tiên. Quan hệ. Ôi trời ơi. Đây đúng nha. Cái này đúng nha. Em thấy đâu mù quáng đâu, em thấy bình thường. Cái hành động nó rất ngớ ngẩn em mà. Hành động ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn nghĩa là mình quan hệ khi mình còn quá trẻ. Mình sống cho cảm xúc của mình nhiều quá. Mình không nghĩ tới hậu quả. Em thấy không bình thường. Em làm chuyện ấy lúc năm bao nhiêu tuổi? Em làm mà 12 xong là bao nhiêu? 12 xong là 17 tuổi. 18 tuổi. Dẹp em qua một bên. 18 tuổi là em không nói thật. Không nói thật. Đúng rồi. 18 tuổi thì em không nói thật. Sao anh biết thật? Làm gì anh rành em lắm nè. Quan hệ tình dục làm chuyện ấy quá sớm em thấy sao dạ? Đúng rồi, nếu như mà nó dưới độ tuổi vị thành niên thì thật sự rất ngớ ngẩn và sai. Em vừa đủ tuổi là em dằn nhà cái liền. Thôi tiếp theo đi anh. Tiếp theo. Dạ. Em sợ anh hỏi em. Dạ, tiếp theo đi cả nhà. Thật sự ra trải nghiệm đầu tiên đều thích thú ha. Hai. Xem mối tình đầu là tất cả. Đúng luôn, chính xác. Cũng đúng điên rồi. Xem mối tình đầu là tất cả. Cứ sợ là giống như là mình chia tay người đó là sẽ không tìm được người tốt hơn. Mất cuộc đời không còn gì nữa. Thậm chí có người tự tử. Đúng rồi. Rạch tay. Em chưa bao giờ xem mối tình nào là tất cả. Mối tình nào tất cả luôn. Em không bao giờ nghĩ đó là tất cả của em. Phải có cái cuộc sống riêng của em. Và đây là tình yêu là giữa hai người. Và được nuôi lớn thì tốt, còn không được thì thôi. Em thì lúc nào cũng nghĩ như vậy. Đáp án 4, xin mời. Đánh nhau. Đánh nhau. Đánh nhau không? Em có đánh nhau không có nhiều.
Cấp 2, cấp 3. Cấp 2, cấp 3. Cấp 2, cấp 3 thì cũng có thể đánh. Không có đánh nhau. Em nghĩ cái đánh nhau này nam nhiều hơn nữ. Ba cô gái ở trong có chứ dạ có. Dạ thì... có hả? Chưa chắc nha. Theo Ly Trần cũng có thể đã từng đánh nhau thời thanh xuân. Em là nạn nhân của bạo lực học đường, em bị đánh. Em bị đánh vì bác bạn nữ đánh. Tại sao? Tại vì một bạn trai trong lớp lỡ thích chúng em. Nó xui xa phải thích chúng em. Em có điệu không? Tao quýnh em. Không, em kiểu như lập dị lắm, kính cận dây cuối à. Cho nên là em là nạn nhân bạo lực học đường. Cho nên sau này lúc nào cũng nói mấy đứa nhỏ nhà em là tuyệt đối không được giải quyết vấn đề bạo lực lại vậy. Quá hay. Đáp án cuối cùng Lơ là việc học. Tôi bảo đảm ai cũng dính. Cái này là tôi thấy đúng là à. Việc học đúng nhất. Cái lơ là việc học ai cũng dính. Không, em nghĩ hoặc có thể là cái say xỉn là nằm trong cái yêu đương mù quáng luôn được quá. Mù quáng luôn hả? Mù quáng luôn. Say xỉn mà kiểu như là ói tùm lum tà la rồi vớt đi tùm lum tà la đó ghê. Cái đó không phải là ngớ ngẩn mà anh nhớ có lần em hình như cũng say xỉn có nhậu. Em cũng đã ói đã này đã kia rất nhiều lần. Mình nhớ là lúc đó là trong một cái bàn nhậu, một cái bàn tiệc, người mọi người đang mời Trấn Thành uống. Lúc đó mới quen thôi, mới quen 2 tháng nhưng mà thôi. Kiểu mà Thành nói là mình không biết uống. Ôi trời ơi, thằng ông không biết uống kỳ vậy, hay đi nó. Để em uống cho. Gánh. Em uống cho hết, bạn trai em. Uống hết. Em uống hết, bao nhiêu thứ em uống hết. Và sau đó uống nhiều em lắm. Em ngã nghe. Em gục luôn. Em gục chứ, làm sao. Gục không. Đứng lên vô thang máy rồi mới gục. Thang máy mới gục, dạ, đứng lên mới gục. Rồi thang máy mới gục. Giờ sao Kim nè. Sao Kim à? Dạ, ai em sẽ là người lên thách đấu với Biu Biu đây? Ellie. Mình đừng có để Biu Biu một mình thắng hết bốn bạn nữ thì kỳ lắm nha. Và câu hỏi là những gì làm nghe là tình yêu của đàn ông. Trời ơi. Việc làm ngớ ngẩn của anh mà thời thanh xuân là quan hệ tình dục quá sớm. Không. Có phim xét có được. Cãi cha mẹ. Đua xe bỏ nhà đi bụi. Bỏ đúng nhà rồi, đi bụi. Bỏ nhà luôn. Mà anh đã từng bỏ nhà đi bỏ bụi. Bỏ nhà chưa? Em hả? Không, em chưa. Tôi rất ngoan. Mà bây giờ nghĩ lại thấy nó thật là ngớ ngẩn. Nó rất là nguy hiểm. Đúng rồi, mình hay kiểu cảm thấy là tôi không muốn ở đây nữa. Đúng rồi. Mẹ nó đúng rồi. Đi thôi. Đúng rồi. Bỏ nhà ra đi. Đi bụi. Đi bụi. Đi bụi. Bụi đời đúng không? Bụi đời. Bụi đời. Đi bụi đời. Yeah. Câu trả lời của bên Sao Hỏa là đi bụi đời. Bỏ nhà đi bụi. Việc làm ngớ ngẩn của anh mà thời thanh xuân là có viên xét cãi cha mẹ. Đua xe bỏ nhà đi bụi. Bỏ nhà đi. Bụi đời. Bụi đời. Bụi đời. Bỏ nhà đi. Wow, có rồi. Yeah. Số 3, số 3. Bên sau Kim sẽ là gì? Chúng em đã bàn hết rồi. Đáp án là hút thuốc uống rượu quá sớm. Đúng rồi đấy. Sao tại sao anh sao mình không nghĩ ra điều đó? Hình như anh em mình đều không ai nhậu cả thì phải đúng không? Không, là như vậy là đây không ai mình nghĩ đến mà. Tụi anh là con ngoan trò giỏi mà đâu có nhậu nhẹt gì nên không có suy nghĩ tới luôn. Mấy bạn nữ bên nó hư hỏng quá hoặc là quen toàn là những người hư hỏng luôn ha. Hút thuốc uống rượu quá sớm. Đáp án. Tôi nghĩ là số 2 hoặc là số 1 rồi. Mình quên cái chuyện hút thuốc uống rượu. Vì gái. Đúng, có thể đúng là đánh rồi. Đánh nhau vì bạn gái là có nha. Xin mời những đáp án còn lại. Cái này thì chắc chắn có rồi. Chắc chắn. Chắc chắn. Ai cũng có hết luôn. Số 2. Đúng rồi. Lúc mới yêu thì xăm. Rồi sau khi chia tay rồi không biết sao xóa. Xăm đè lên, đau lại càng đau. Dạ đúng rồi. Ủa anh Tú có kinh nghiệm hả anh Tú? Em cũng nhiều hình xăm lắm. À vậy hả? Dạ, Tú có rất nhiều hình xăm. Quen mỗi cô bồ là Tú đều xăm tên hết. Dạ. Mà sau khi chia tay thì Tú xăm thêm cái mộ trên cái tên. Đắp mộ thuộc tình. Số 4. Lấy tiền cho gái là chứng tỏ. Đúng. Cũng đúng nha. Sĩ diện đó, kiểu sĩ diện đó. Sĩ diện. Ok, đáp án cuối cùng ạ.
Này đúng cho này. Rằng bạn bè là trên hết. Cái này nhiều người này chung đúng. Không, tôi nghĩ cái này không cần phải lúc thanh xuân đâu. Bây giờ đàn bây giờ đến bây giờ vẫn còn vậy nha. Đúng đa rồi. Đa phần đàn ông bản đều nghĩ rồi. Như vậy. Không phải mà đây là một trong những ý em thấy là tích cực chứ không hề ngớ ngẩn. Đúng mặc rồi. Dù ngớ ngẩn nhưng mà nó tích cực. Nó đúng làm rồi. Cái điều gì đấy mà đàn ông ai hầu như ai ở nhà rồi. Nhờ cha mẹ ra đường nhờ bạn bè. Rồi mai mốt mình nhờ bạn bè đẻ con giùm mình ha. Nuôi con, giữ con giùm mình. À, quét dọn nhà cửa giùm mình. Có nhiều chuyện không thể nói với vợ. Đúng rồi, ra đời bạn. Tại sao nhiều chuyện không có gì để nói chuyện với vợ là sao? Không, không phải. Vậy là anh luật như vậy đúng không anh? Vậy thôi hồi đó mình lấy bạn đi, lấy vợ làm gì? Anh chỉ nói là thời thanh xuân thôi. Còn bây giờ trời, bây giờ chuyện gì mà anh không nói vợ anh nghe được. Bên đội nữ ai sẽ là người tiếp theo? Hôm nay có vẻ đội nam vượng nhỉ? Không mà PPU ơi, em đừng có lo. Tại vì chưa chắc là chị sẽ hiểu câu hỏi nữa. Rồi, ok. Câu hỏi tiếp theo, bấm. Chị cứ nhanh tay là được, nhanh rồi đó. Những điều khiến bạn tự hào trong thời thanh xuân. Đẹp. Tự hào là gì đó? Đâu phải ai cũng tự tin là mình đẹp. Cái này là chung á, cái này là chung cả khiến nam lẫn nữ mà. Khiến bạn tự hào mà. Trong được. Thời thanh xuân. Được nhiều là con trai theo đuổi. Ờ, cũng có nhờ. Ờ, cái này có vẻ đúng đó. Dạ, con đi có đáp án rồi. Mời đội sao Kim. Đáp án của Harry là nhiều người khác giới theo đuổi. Nhiều người theo đuổi. Bữa nay đội sao Kim có vẻ ăn mặn. Tôi... ăn mặn. Em có một câu trả lời gần tương tự với chị Harry. Đấy là có người yêu hay bạn khác giới nổi bật. Có thể là học giỏi, có thể là nổi nhiều tiếng. Tiền, có thể nổi tiếng. Ok. Nổi bật nhất trường. Nổi bật nhất trong một cái nhóm hội nào đó. Ok. Chơi thể thao giỏi, nói chung là phải giỏi một cái môn gì đó. Ồ, oh, ồ, oh, thấy đúng chưa, thấy chưa? Cái đó là chỉ cần mày cua được con nhỏ đẹp nhất trường là mày bắn rồi. Cái này anh luật, con nói ngay từ đầu. Cua sao mà anh biết giỏi? Cái này anh luật nói ngay từ đầu luôn. Tại vì thực sự ra, ở trong trường, ở trong một cái trường học mà một cái đứa, ví dụ như em đi. Em là qua kho trong trường đi mà tự nhiên anh hay là bốn anh mà cua được em là nguyên một trường đều biết anh hết. Thánh và lúc nào đi ra cũng ngất hất cái mặt lên mặc dù học dốt. Trời ơi, vậy thua nữa rồi. Wow, bây giờ chúng ta đến với những đáp án còn lại. Thi đậu đại học. Đúng. Tú nãy có nói thi đậu đại học. Số 3. Vậy thì thành công. Là đẹp á. Thì ai là đẹp ra, mình đẹp ra. Tôi thì tôi không có cảm giác này. Tại vì tôi dậy thì chứ không dậy thì cũng vậy, cũng vậy thôi. Số 4. Sống sót sau kỳ họp phụ huynh. Cái thanh xuân là thanh xuân của cấp 2, cấp 1 gì nè. Số 5. Tỏ tình không bị từ chối. Trời. Đáng lý còn một cái ý nữa mà em thấy tự hào cực kỳ luôn. Là gì? Đó là khiến cho bố mẹ thấy được là mình đã trưởng thành. Đó là một cái điều mà em thấy. Tại vì trong tâm tâm em lúc nào cũng nghĩ vậy hết á. Cái thanh xuân mà em tự hào nhất, đó là cái mà em được có mặt ngày hôm nay, được thấy bố mẹ em thấy em trên TV. Hoặc là mình được làm mẹ từ rất sớm chẳng hạn. Đó cũng là một niềm tự hào. Ủa tự hào chứ, ví dụ bây giờ mình ra đường á, bạn bè bằng tuổi mình, cái mình khoe ơ tôi có hai đứa con, bạn đúng đứa con. Đó là một tự hào. Không mà em rất là muốn hỏi Ly Trần nha, tại vì thời thanh xuân của em cũng rất là khá là huy hoàng. Thì em thấy cái tự hào nhất của em là cái gì? Em chưa bao giờ hỏi bản thân mình điều này luôn. Đây thật ra là một câu hỏi rất là hay. Chắc là thu nhập khá là ổn định, em kiếm được thu nhập rất là tốt. Nhìn lại thanh xuân của em nghĩ em đã hơi già,
hơi trưởng thành trong cái suy nghĩ à. Cho nên đó là giờ tại sao mà giờ em cảm thấy ổn định à. Còn Linh Ly, niềm tự hào của em là gì nè? Em nghĩ rằng là khi mà em hát xong được mọi người biết nhiều đến em ấy, thì gọi là kiểu là nổi tiếng đi, thì là em tự hào khi mà mọi người nhận ra em. Và chính vì cái điều đó mà đến bây giờ làm cho em cảm thấy áp lực khi mà em thay đổi hình tượng, và nhiều khi người ta sẽ chưa chấp nhận được ngay. Sao anh thấy bình thường mà? Anh thấy bình thường mà, anh thấy mọi người, anh thấy mọi người vẫn chấp nhận em mà. Dạ, cảm ơn mọi người nhé. Tại vì là cũng phải cần thời gian để mà thay đổi. Vì đấy, cái niềm tự hào ngày xưa của em ấy thì là mọi người nhận ra em với hình tượng rất là thư sinh. Và bây giờ thì em thay đổi, thì em hy vọng là bây giờ sẽ là niềm tự hào mới của em. Tự hào chứ, em là chính mình thì em nên tự hào. Đúng rồi. Còn Harry Won? Em hả? Thực ra thì cái niềm tự hào của em là biết nói tiếng Việt đúng không? Thật ra thì đúng là trong đây có, mà em không có nghĩ ra là thi đậu đại học. Đúng à. Là lúc đó em có tự hào về bản thân em nhiều. Mà tại vì lúc đó em vô đại học rất là trễ. Em 25, 26 tuổi thì em mới vô trường đại học. Thì lúc đó là trễ lắm rồi, nhưng mà em vẫn cảm thấy là em vẫn không có bỏ cuộc, và em rất là chịu khó, và em tự đăng ký và em được vô đại học, là cái đó là một cái niềm tự hào của em. Và ra trường em vẫn cảm thấy rất là giỏi, em cảm thấy em tự khen là mình lúc đó mình bỏ công việc xong rồi thì mình đi học, là cái đó là một cái quyết định rất là đúng đắn. Đúng đắn, đúng đắn, đúng đắn, đúng đắn, đúng đắn, đúng đắn, đúng đắn. Biết biết. Niềm tự hào thời thanh xuân của em là gì? Em nghĩ là không ta, thanh xuân của em nếu mà nói về niềm tự hào thì em tự hào là em đã được trải nghiệm rất là nhiều. Đúng nghĩa đen là thượng vàng hạ cám, ở cả trong nước, ngoài nước rồi. Và đến tầm này thì cảm thấy là mình không còn nhiều cái tò mò với cuộc sống nữa. Mình đến một cái giai đoạn mà mình cảm thấy là mình muốn cảm nhận nhiều hơn, không chỉ là con người mà đôi khi là cả cảnh vật xung quanh và cả cái ý nghĩa của cuộc sống của mỗi một người họ đang sống. Còn anh Lực, niềm tự hào của anh là gì? Tự hào thời thanh xuân của anh là anh chơi thắng người ta bất cứ một cái gì anh đều thích. Anh đá bóng thắng người ta, anh đua xe, anh đánh lộn. Thì đó, mỗi người có một thanh xuân, mà thanh xuân của anh nó vậy thì anh vậy thôi chứ biết sao giờ. Còn Lâm thì sao? Gì? Em tự hào là ba mẹ em đất nhiều, đất nhiều. Tại vì đó nhà em cũng khổ lắm, nhưng mà không giờ em buồn hết trơn á. Tại vì bà nội cho đất rồi bà ngoại cho đất, nhà em đất nhiều lắm. Em bước ra đời với một cái tâm thế tuy khổ nhưng mà em nghĩ tương lai mình sẽ không có khổ đâu. Bởi vì nhà còn đất nhiều lắm, em tự hào điều đó. Ví dụ đi học hay đó em rủ bạn bè về chơi vườn rẫy nhà em, câu cá nhà em phe đất bạn bè, em tự hào lắm. Và tới bây giờ là ngon lắm đó nha. Ngon nha, đất mặt tiền Long Thành tụi bay sắp về dưới rồi. Hồi nãy giờ thực sự ra mà nói là tất cả những đáp án trên đây không có cái nào nó giống với không thanh xuân mình của em thiệt. Tại vì mọi người cũng đã biết là em lập gia đình từ rất là sớm, và cái thanh xuân của em thì chỉ gói gọn vô hai chữ chồng và con thôi. Cho nên là nếu mà em được hỏi cái câu này á, thì em sẽ trả lời là em luôn tự hào có hai đứa con ngoan ngoãn, xinh đẹp, thông minh. Theo mẹ thì hay khen con mà. Và em không làm cho ba em phải lo lắng về em, là em cảm thấy đó là một niềm tự hào. Không có phải mình hư hỏng hay mình làm gì đó để cho cha mẹ buồn lòng. Mình vẫn có một gia đình đàng hoàng, chồng con rồi tất cả mọi thứ nó hạnh phúc. Hay quá, chúc mừng chị ạ.